Yo, chào mừng các bạn đến với buổi talk show thứ ba của Team DNA. Và hôm nay thì team mình là thiếu anh Dẹt. Tại sao lại thiếu anh Dẹt ta? Tại sao vậy ta? Anh Dẹt bị đòi mic lại nha. Anh Dẹt là trước giờ xài mic chùa, cho nên là hôm nay bị nhà chùa lấy lại. Người anh trai của tôi một thân một mình bước chân lên Sài Gòn hoa lệ, mang theo bao hoài bão và ước mơ trở thành một YouTuber số 1 Việt Nam, mua nhà và mua mẹ. Anh đã đổ hết tiền vào mua cam, nhưng anh bất ngờ là làm YouTuber còn phải có mic. Anh đã quá tự tin vào con mic mượn của mình. Vậy rồi hôm nay anh không còn ngồi với chúng tôi nữa. hôm nay thì mình sẽ bàn về cái vấn đề gì bạn Akai? Nay hả? Nay thì mình mới làm xong một cái bài viết về phong cách trong webbook và cũng như là định vị ha. Cái phần này nó rất là thú vị, mình thấy có một cái góc nhìn đa chiều và nó sẽ làm cho bộ môn webbook này thú vị hơn, cũng như là mình sẽ giải quyết những cái nhầm lẫn khi mà chúng ta nói về phong cách trong webbook. Thì nếu mà nói về phong cách trong webbook thì ta thấy là hiện nay là nó đang có hai cái kiểu gọi tên phong cách. Thứ nhất là thường là mấy bạn thì hay gọi theo kiểu tên của spinner, kiểu như là theo phong cách Rousey hoặc là theo phong cách Manowar, mấy người nổi tiếng đó, những người nổi tiếng. Thứ hai đó là mấy bạn hay gọi theo kiểu cái chủ đề, như là cái style complexity hay là style smooth các kiểu đó, power chic các kiểu đó. Thì cái ý kiến của mày là như thế nào về cái vấn đề này? Mày có nhắc tới vấn đề này trong cái bài viết của mày không? Thực ra là tao, cái đó là hai cái chủ đề chính tao muốn nói về trong cái bài viết của tao về phong cách đó. Nghĩa là hai cái cách phổ biến để gọi tên phong cách là theo tên spinner như mày nói ha, rồi gọi theo chủ đề hoặc là theo loại trick cũng vậy. Mà nếu mà đưa ra một cái nhận định kiểu khách quan á, thì tao thấy gọi tên kiểu này nó vẫn hay gọi là chấp nhận được, nằm ở cái mức chấp nhận được. Nhưng mà nó lại okay, không đem lại nhiều cái ý nghĩa lắm nếu như mình thiếu đi cái phần đánh giá chi tiết của nó. Tức là người ta nghe người ta vẫn sẽ hiểu, nhưng mà người ta chỉ hiểu ở một cái mức độ nhất định, đúng không? Đúng rồi. Không có hiểu rõ, không có biết rõ được là cái người mà giới thiệu người ta đang muốn nói chi tiết về cái gì. Đúng rồi, mình thiếu rất là nhiều chi tiết và nhiều cái khía cạnh, những cái thành tố nhỏ trong việc mình nghĩ đến phong cách là như thế nào. Phong cách nó là một cái từ gì đó rất là khó hiểu, và nhất là trong webbook thì mày thể hiện nó ra như thế nào, mình biểu lộ như thế nào thì nó hoàn toàn là phong cách, nhưng mình lại không hiểu mấy, mình dễ hiểu lầm. Ok, thì bạn Akai có thể chia sẻ về những cái lý do tại sao mà nó có những cái hiểu lầm đó về cái phong cách webbook. Thì trong bài viết của mình thì mình có chia sẻ có ba cái lý do chính. Là thứ nhất là sử dụng ngôn từ vượt ngoài sự hiểu biết của đối phương ha. Ta sẽ nói ngắn gọn về ba cái lý do này thôi. Tuy nhiên thì đầu tiên là sử dụng ngôn từ thì rất dễ mắc sai lầm trong cái việc này, bởi vì thay vì mình nói rồi phong cách của mình là như thế nào, cụ thể như thế nào, thì vô tình mình lại giới thiệu cho người đối diện là mình đang đi theo cái trường phái nào, mình cái hướng đi trong webbook của mình, và hoặc là cái thể loại trick mà mình đang theo, chứ không phải là phong cách. Vậy nên cái lý do đầu tiên là mình gọi nó là một cái tên theo thể loại trick là một cái sự nhầm lẫn, và nó có thể nói là một cái sai lầm trong việc phân tích phong cách trong webbook ha. Có thể có một cái ví dụ không? Ok, một cái ví dụ ha. Thì trong bài viết của tao thì tao có để hai ví dụ, nhưng mà cái đầu tiên tao nghĩ là cái phổ biến nhất là đại khái là khi nhận được câu hỏi là mình theo cái phong cách nào, mà bạn đối diện là trả lời là mình theo ví dụ complexity, thì trên thực tế thì complexity nó cũng chỉ có nghĩa dịch, nghĩa đen là phức tạp. Vậy cái phong cách phức tạp là cái phong cách gì? Mình cảm thấy ta cảm thấy là nó không có đem lại nhiều ý nghĩa, và cái người đối diện cũng sẽ khó để hình dung, khó để mà hiểu được chi tiết là như thế nào. Kiểu như là cái bạn A bạn đó đang muốn hỏi là cái bạn B là muốn theo một cái phong cách nào để bạn
học theo, bạn tham khảo chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà bạn B lại nói là kiểu như là lại quy về một cái chữ, mục đích là để cho bạn A là dễ hiểu hơn, nhưng mà nó vô tình nó lại làm cho A là cảm thấy là mông lung, đúng không? Mông lung, nó không có một cái gọi là chi tiết để cho A có thể hiểu được và không có biết được là sẽ phải tập những cái gì để mà theo được cái phong cách đó. Đúng rồi, thì đó. Thì nói lại về cái chuyện gán tên cho một cái phong cách thì rõ ràng là nó không có đủ chi tiết cũng như là cái độ chính xác của nó. Mày ví dụ như mày nói ra một cái chữ như vậy thì 10 phần thì người ta hiểu cùng lắm là 5 phần. Chứ không có được bao quát hết những gì mà một cái phong cách nó có. Và phong cách là một thứ gì đó rất là mất nhiều thời gian để mà tạo ra nó, chứ không phải là cho cái tên là xong. Còn về cái kiểu gọi tên theo cái kiểu mà về như là style smooth hoặc là style freestyle, hồi xưa tao hay nói là theo kiểu style freestyle đó, thì thực ra là nếu mà gọi như cái kiểu đó thì nó lại kiểu, ví dụ như là tao đang theo Power Chick đi, tao đang nói là theo style Power Chick đi thì cũng lẽ là tao không có smooth trong đó, đúng không? Đúng rồi. Là tao theo là Complexity thì cũng lẽ là tao quay là nó bị kẹt các kiểu, nó không có smooth trong đó. Đúng rồi, theo là, Power Trick là phải theo chỉ có Power Trick thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn ví dụ như là freestyle thì nó chỉ là một cái chữ để chỉ là việc mà mày quay mà mày không có chuẩn bị trước rồi, đúng không? Kiểu như mày quay mà ngẫu hứng các kiểu. Đây là một cái chủ đề mở mang nè. Đối với những bạn trong cộng đồng Weibo bên Nhật á, là cái freestyle hay là FS á, là một cái combo có kế hoạch nha. Có kế hoạch hả? Nó FS thì nó gọi là combo có kế hoạch, tức là nó tính trước. Tức là kiểu vừa có cái sự ngẫu hứng gì trong đó không? Vậy mày, cái quan điểm của mày về cái freestyle đó là nó như nào? Thứ nhất là freestyle nó không được gọi là phong cách là thứ nhất ha. Còn thứ hai thì theo quan niệm của mấy bạn bên Nhật á, thì mấy bạn nói FS là một cái combo được chuẩn bị trước và mọi thứ nó đều theo kế hoạch hết, chứ nó không có một cái chút ngẫu hứng nào trong đó, tức là tính hết rồi, không có thay đổi được. Tức là Nhật thì nó thường là người Nhật thì hay chỉnh chu, đúng không? Nó gọi là freestyle nhưng mà nó không hiểu không? Freestyle là cái gì. Tức là nó gọi là freestyle okay. Nhưng mà nó thật sự nó không có freestyle trong đó. Nhưng mà cái cách gọi này thì tao thấy là nó bị một cái vấn đề, tức là khi mà người ta gọi theo cái như là Power Chick đi hay là phong cách Power Chick đó, thì người ta hay bị cái kiểu là mặc định trong đầu mình là cái nó đặt ra một cái giới hạn cho bản thân, tức là chúng ta chỉ được tập những cái một số những cái kỹ thuật nhất định để mà chúng ta theo được cái phong cách đó. Tại hồi xưa là tao thấy cũng có nhiều người là kiểu như theo style Power Chick là chỉ quay những cái Power Chick thôi chứ không có làm nhiều những cái khác. Nói chung là tao cũng không có là biết là họ có làm được những cái khác hay không, nhưng mà thường là tao chỉ thấy người ta làm một số những cái nhất định thôi, nó không có sáng tạo nhiều trong đó. Thì cái đó là cái vấn đề thứ hai. Khi mà nói về mấy cái phong cách này, nhất là cái Power Trick như mày nói, là cái style Power Trick nó là một cái kết quả của cái việc phụ thuộc vào cái quan điểm chủ quan của mình ha. Mình nghĩ sao, mình tin như vậy là nó như vậy, nhưng mà vấn đề của nó nằm ở chỗ là thứ nhất là gọi nó là một cái Power Trick là style thì nó không có đủ chính xác về hình thức. Thứ hai là nó còn nhiều lỗ hổng, có nghĩa là mày sẽ thiếu đi những cái khác mà người ta có thể làm được mà mình tưởng là người ta không làm được. Và cuối cùng là kiểu nói chung gọi là Power Trick thì nó chẳng có đem lại một cái chi tiết gì hết, nó chỉ Power Trick là Power Trick vậy thôi, chứ không có thể nào mà nghĩ hơn như vậy được nữa. Tức là khi mà mày nói là mày theo Power Trick thì người ta vô tình là cái người nghe, người ta cũng hiểu là mày chỉ biết có Power Trick không, chứ người ta không có biết được là mày có thể làm được những cái khác hay không, đúng không? Đúng vậy. Ngay cả là cái người đang tự cho mình là theo Power Trick thì vô tình cũng tự ràng buộc mình theo cái thể loại trick này luôn, theo Power Trick.
Mình muốn nhắc lại là power trick nó là một cái thể loại trick, chứ nó không nên được gọi là một cái phong cách hay một cái style. Thì lúc đó vô tình thì cái người chơi, cái người theo đuổi cái phong cách này được cho là phong cách, nhưng mà không phải thực sự là phong cách. Và họ tự ràng buộc mình, họ tự giới hạn mình lại. Đáng lẽ ra là có thể tập nhiều thứ hơn. Vậy thì qua những cái nãy giờ mà tao với mày bàn, thì tao cảm thấy là nếu mà gọi tên theo cái hai cái cách này thì nó sẽ bị một cái là nó sẽ không có làm cho người ta cảm thấy là cái phong cách nó thực sự nó sâu như là cái ý nghĩa chính, cái ý nghĩa thực sự của nó, đúng không? Đúng rồi. Nó cảm giác nó rất là chỉ có nhiêu đó thôi, nó rất là nông cạn cái kiểu như vậy. Đúng rồi, nó thiếu chiều sâu. Mà phong cách là một cái thứ gì đó nó rất là sâu. Nhất là như ta nói ban đầu á, là mình mất rất nhiều thời gian để mà có thể tìm ra được một cái phong cách để mà mình tự tập luyện hay là mình nghiên cứu học hỏi từ những người khác. Rồi cái style, cái phong cách của mình dần dần được hình thành theo thời gian, chứ không phải là cái chuyện gán cho nó cái tên là ok, ổn rồi, mình ổn rồi. À, tại vì cũng có nhiều người là kiểu như là mới chơi nhưng mà kiểu muốn được đi theo một cái phong cách nhất định đó, kiểu như là hâm mộ một người nào đó quá và muốn đi theo cái người đó, làm được giống như người đó, thì cũng sẽ nghiên cứu kiểu như là nhắn tin hỏi là muốn theo anh đó thì em phải học những cái gì đó, thì vô tình thì nó lại bị mất đi cái bản thân, đúng không? Đúng rồi. Chỉ học những cái của người ta không mà quên mất là mình phải có những cái sở thích riêng của mình, có những cái nó thuộc về mình đó. Tao cảm thấy như vậy. Tao cũng đồng tình. Tại nếu mà mày tự đặt ra một cái khuôn nào đó như mày thì rõ ràng là nó rất cứng nhắc ha, mình không có thoát ra được. Và để mà có một cái phong cách cụ thể hay là một cái phong cách của riêng mình đó, tao nghĩ đó là một cái điều rất là quan trọng. Vì mỗi người sẽ đem lại một cái phong cách khác nhau. Họa chăng mình học từ những cái người spinner khác ha, thì mình có thể bắt chước được một cái cảm giác nào đó, một cái phong cách như thế nào đó, nhưng mà mình sẽ không bao giờ bắt chước được hết tất cả, bởi vì lúc đó mình cũng chỉ là một bản sao của cái người đó thôi, chứ mình không trở thành một cái cá nhân mình. Mình không có phô diễn được phong cách của mình. Theo tao thì tốt nhất là mình, nếu mà học có học theo người ta thì mình kiểu như là mình tham khảo những cái cách mà người ta sử dụng, những cách người ta sẽ quay những cái trick, mình coi những cái nào mà mình chưa tập được thì mình tập theo để mình gọi là cải thiện bản thân hơn. Chứ mình kiểu cũng không nên là bắt chước cho nó quá, bắt chước y hệt luôn thì nó cũng không có được hay đó. Thì về lâu về dài thì tất nhiên là những người chơi khác người ta cũng sẽ nói là kiểu như là viết rút game 2 hoặc là qua 2 đó kiểu đó. Nhưng mà vô tình thì khi mà ngẫm lại thì mình cũng thấy hơi buồn, tại vì mình cũng có một cái hand name riêng của mình, đúng không? Mình cũng là một cái người chơi khác, đâu phải là Manowa đâu. Mà người ta lại nhìn mình với cái kiểu là Manowa 2 thì nó cũng hơi buồn. Tại sao mình không phải là một người giống như Manowa mà mình lại là Manowa 2, đúng không? Đúng rồi. Sao không phải là một người mà người ta bắt chước, chứ không phải là đi bắt chước người ta, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì qua những cái nãy giờ mình bàn thì mày có cái hướng giải quyết gì không? Giải quyết cái sự nhầm lẫn trong cái việc gọi tên cái phong cách như vậy. Tao cảm thấy gọi tên phong cách như thế nó rất là, không muốn nói là một sự nhầm lẫn tai hại, nhưng mà nó lại giống như mà là chuyện mình tự đặt ra cái giới hạn cho mình á. Tại mình không đủ hiểu hết cái việc đó, hiểu hết về phong cách để mà mình xác định coi là mình là ai, mình như thế nào, mình cần cái gì. Thì cái hướng giải quyết của tao là thay vì mình nhìn nó một cách thờ, thì mình có thể tập trung vào việc coi là mình phân tích coi phong cách là như thế nào, mình hiểu hơn về nó, là mình có những cái nhìn mới, những cái nhận định cá nhân của mình cũng được và những cái nhận định khách quan cũng được. Thì lúc đó mình sẽ hiểu hơn về phong cách và mình sẽ tìm đến cái phong cách của riêng mình trong thời gian ngắn hơn, nếu như mình chịu khó mình phân tích và học hỏi hơn. Bằng cách là mình có thể là mình
tự đặt ra những cái câu hỏi đúng không? Đúng đặt rồi. Ra những cái câu hỏi để mình có thể trả lời dần. Tức là những có những cái câu mà không phải là đặt ra xong là mình có thể trả lời ngay được, mà là nó sẽ mất một khoảng thời gian nào đó để mà mình tìm ra được cái câu trả lời. Rồi khi tìm ra được thì mình có thể là dựa vào đó để mình xác định cái phong cách của mình là cái gì, đúng không? Ừ. Chẳng hạn như là mày muốn trở thành một cái người kiểu gì, một cái spinner kiểu gì. Ừ. Đó là những ai là cái người mà mày thích, hoặc là mày thích làm cái gì trong Facebook. Thì tại vì thường là khi mà tao chơi thì sẽ có một số những cái kỹ thuật là tao cảm thấy là nó không có hợp. Ờ đúng rồi, đó, là, đúng rồi đó. Ừ. Đó. Ví dụ như bẻ bẻ ngón tay cái kiểu finger cross thì nói chung là làm vui thì nó cũng ok, nhưng mà để mà theo một cái kiểu quay đó thì tao cảm thấy là nó không có hợp và nó hơi khó chịu khi mà mình theo cái đó. Ừ. Đúng không? Thì đúng rồi, cái này nó gọi là một cái phần trong cái bài của tao, thì tao có nói nó gọi nó là cứ đặt tên cho nó, tao có đặt tên cho nó là hướng đi. Mà cái hướng đi này á, là những cái câu hỏi mà mình tự hỏi bản thân mình để mà mình hiểu hơn, giống như là một quá trình khám phá bản thân mình vậy, chứ không phải là một cái gì đó nó quá là cao siêu đâu. Chỉ là mình thích cái gì, đại khái như là mình thích làm cái gì, mày thích dùng cái mod như thế nào, mày có thích đấu giải hay không, hay là làm thế nào để tạo ra một cái sự khác biệt hay là độc đáo so với những cái spinner khác đang chơi bộ môn này rồi, hoặc là đã từng chơi. Thì nhờ những câu hỏi này mày sẽ hiểu được hơn về bản thân của mình, cũng như là coi là tại sao người ta lại độc đáo hơn mình, hay là vân vân. Nói chung là những cái câu hỏi như vậy. Nói chung là qua những cái nãy giờ tao với mày bàn thì chủ yếu là tao muốn là thông qua cái cuộc nói chuyện này mà tao chia sẻ tới cái ý nghĩa của cái việc xây dựng nên một cái phong cách riêng của bản thân. Ừ. Cho các bạn hiểu. Và cái này tao mày cũng đã bàn về cái vấn đề này trước rồi, và đã lập ra một cái gọi là biểu đồ định vị để mà mình có thể xác định được cái phong cách của mình dựa theo cái biểu đồ này. Thì tao sẽ show cái biểu đồ này cho mấy bạn xem. Thì mày có thể nói qua về cái cách mà mình sử dụng cái biểu đồ này cho mấy bạn biết được không? Ok, thì trước hết mình muốn nói là Facebook nó là một cái bộ môn có cái tầm quốc tế, tại vì có sự tham gia của nhiều quốc gia trên toàn thế giới ha. Mà khi mà nghĩ đến một cái biểu đồ như thế này thì mình muốn cái mục đích của mình là muốn có một cái hệ thống, một cái hệ quy chiếu nó chuẩn để mà ai cũng có thể xài được, chứ không chỉ riêng là người giỏi, người dở, hay là người nước ngoài, hay là người trong nước, hay sao đó, thì tất cả mọi người đều được sử dụng cái này. Và nó sẽ giúp ích để mà mình hiểu hơn về mình về việc là cái vị trí của mình ở đâu trong Facebook. Thì đại khái đó là một cái thứ gọi là định vị. Và bây giờ mình sẽ bàn thêm về cái chi tiết ha. Thì trong cái biểu đồ này thì bên trái nó là tinh luyện đúng không? Bên trái là tinh luyện. Tinh luyện. Ừ. Bên phải nó là kỹ thuật. Thì ở trên nó là ổn định, còn ở dưới nó là bất định. Bất định tức là mình nó không được ổn định đúng không? Đúng rồi, không được ổn định thôi. Đơn giản vậy thôi. Thì ví dụ như tao là một người mới chơi thì khi mà xem cái biểu đồ này, tao sẽ xây dựng cái phong cách của tao như thế nào khi mà xem cái biểu đồ này? Ừ. Nghe biểu đồ này tao nghĩ mục đích chính của nó là để đánh giá bản thân, đánh giá coi hiện tại mình đang ở đâu, để mà mình hiểu được là còn cái gì mình cần phải trau dồi, hay là mình đã tốt ở đâu rồi thì mình phát triển theo cái hướng còn lại, hay là qua cái mục khác. Thì ví dụ như mày, khi mà mày mới chơi thì mình quay nó còn rất là gọi là gì, bấp bênh lắm, kiểu chưa có được ổn định, thì nó sẽ dễ rơi vào cái trường hợp là ở cái cột cái phần ở dưới là bị bất định ha. Và mình cũng chưa rõ ràng là mình theo cái hướng tinh luyện hay là kỹ thuật, thành ra là nó là một cái sự kết hợp giữa bất định và tính kỹ thuật, cũng như là tinh luyện nó lại nằm ở giữa, nó không có hướng về bên nào hết, mà nó sẽ đi xuống trong cái phần bất định thì mình sẽ tăng đều. Lúc đó nếu mà mình vẫn tiếp tục mình theo một cái style cân bằng, một cái phong cách cân bằng,
và mình định vị được là ồ, mình đang ở đây. Thì để mà mình phát triển một cái phong cách cân bằng á, thì mình sẽ vừa phải tập tinh luyện, mình vừa phải tập kỹ thuật để mà mình tăng cái khả năng của mình lên, cũng như là tăng cái mức độ ổn định của mình lên luôn. Tức là lúc đó ví dụ như là tao là đang là một cái người trung lập, tao chưa có xác định được tao ở bên tinh luyện hay là bên kỹ thuật. Thì tao đó sẽ nằm ở ngay cái chữ C đúng không? Tao nằm ở giữa. Và tao sẽ tăng theo cái chiều dọc đúng không? Tao không có đi ngang, đi qua đi lại mà tao chỉ tăng lên tăng xuống thôi đúng không? Đúng rồi, thì cái thời gian đầu ví dụ như mày nói là ở cái thời gian đầu thì mình chưa có rõ, mình chưa có hiểu rõ là mình đang ở đâu trong cái phần bên trái hoặc bên phải. Thì mình cứ cho mình ở giữa trước đã, rồi mình sẽ tăng đều. Mà tăng đều là như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ tăng theo chiều dọc. Và hai bên mình cứ tập luyện đều thôi, những cái được cho là tinh luyện, như là làm một cái trick rất là chỉnh chu, một cái trick đơn giản, một cái trick hơi nâng cao cũng chưa quá khó khăn mà làm nó được chỉnh chu, thì đó là đại khái gọi là tinh luyện. Còn phần kỹ thuật thì nó thiên về những cái trick mang tính sáng tạo và độ khó cao, thì mình cũng tập đều đều thôi và mình tăng theo chiều dọc thôi, rồi sau đó mình có thể rẽ hướng sau để định hình phong cách. Ok, thì tao thấy là cái biểu đồ này là nó gọi là nó có thể là sử dụng cho bất cứ người nào trong cái bộ môn này. Tức là nó rất là dễ sử dụng, và mọi người thì khi mà dựa vào cái biểu đồ này thì có thể xác định được là mình cần phải tăng cái gì lên đúng không? Mình đang đi theo cái hướng nào, và mình phải tăng cái độ ổn định lên các kiểu. Ừ, ví dụ như mình tăng độ ổn định nè, nếu mình thiếu ổn định. Còn đối với những bạn chơi một thời gian rồi thì có cái độ ổn định tốt đúng không? Thì lúc đó mình lại nghĩ coi là ồ, làm sao để mình đi về hướng là tinh luyện nhiều hơn, hay là mình muốn theo hướng kỹ thuật nhiều hơn. Thì lúc đó chính các bạn là người định vị bản thân, và cũng chính các bạn là người di chuyển bản thân mình trên cái biểu đồ này luôn, chứ không phải là ai hết. Và cũng phải nói rõ là cái ví dụ như là bạn đang ở cái mục tinh luyện đi, bạn đang đi theo cái hướng tinh luyện, thì không có nghĩa là cái kỹ thuật là bạn bỏ qua, mà bạn chỉ đang ưu tiên cái phần tinh luyện hơn thôi đúng không? Đúng rồi. Là cái kỹ thuật mình vẫn có, nhưng mà đó là lý do là cái biểu đồ này không có số, mà là nó chỉ có những cái vùng tinh luyện và vùng kỹ thuật thôi, nó không có số. Tức là có nghĩa là bên mình nào hướng theo chiều có, nào bên hướng theo chiều nào đúng rồi. Mình hướng theo cái chiều nào thôi, bên nào nó cũng phải có. Thì thêm một cái ví dụ nữa để mà hiểu hơn về cái biểu đồ này á, thì tao thấy ví dụ như thì những cái người theo tinh luyện á, thì mình có thể được hiểu là những bạn theo cái style nhìn nó một cái phong cách nào đó, nó rất là theo truyền thống, đại khái gọi là truyền thống. Thì những bạn như là bên Hàn Quốc thì theo những người old school ngày xưa thì lại hướng về bên phía tinh luyện ha, là có nghĩa là xét về bên trái và cái độ ổn định cực kỳ cao. Hoặc là mình theo cái hướng kỹ thuật thì hiện tại có những người như là Isaac hay là Nine, hay là ngay cả ở Việt Nam mình cũng có là theo kiểu Hubik đúng không? Hubik thì cũng là theo kiểu kỹ thuật nhiều hơn. Thì nó sẽ hướng về bên bên phải, là bên phía kỹ thuật, so với cái mức cái kiểu tinh luyện còn lại. Thì đại khái là mình tăng hết hết ga, hết đát đều kia luôn để mà mình phát triển hơn. Nhưng mà đó là tùy theo lựa chọn của mỗi người. Ok, thì qua cái video này thì mình với Akai là hy vọng là anh em có thể sử dụng video này để mà có thể diễn tả được cái phong cách của mình cho cái người đối diện. Ví dụ như là bạn nói là bạn theo 60% theo kỹ thuật và 40% theo tinh luyện. Đó thì người ta có thể là dễ dàng hình dung được là bạn là một cái người tập những cái kỹ thuật khó nhiều hơn là cái việc trao chuốt cái combo cho nó hoàn hảo, nó đạt tới một cái độ ổn định cực cao. Đó thì nói chung là ngoài những cái vấn đề ra thì không biết là Kai còn những cái vấn đề nào muốn chia sẻ với anh em nữa không? Tại nói về phong cách đó là một cái thứ gì đó nó khá là trừu tượng. Mày chỉ thể thấy nó khi mà mày thấy nó thôi, chứ còn nếu mà mày không thấy là mày không thấy. Đại khái là đại khái là những cái kỹ thuật hay là những cái hướng đi, hay là mình có định vị như thế nào, thì nó cũng phải theo thời gian. Và tao cảm thấy là quan trọng hơn hết, chúng ta cần phải giải quyết được và từ bỏ được cái sự nhầm lẫn trong việc gọi tên những cái phong cách.
theo kiểu như là mình nói ban đầu á, là complexity hay là power trick này kia, tại vì nó không đủ để mà mô tả coi là cái style nó như thế nào, mà nó chỉ là hơi kiểu dễ hình dung quá. Nó dễ hình sương dung sương thôi luôn. Nó là chỉ là sương sương trên bề nổi thôi. Nhưng mà phía dưới tảng băng thì còn rất nhiều thứ chúng ta không có thể nào mà chúng ta hình dung ra được. Vì vậy nên mình mới làm cái bài viết này cũng như là nói chuyện với Nico trong cái tập DNA Talk Show để mà giải mã cái sự phổ biến của nó cũng như là phân tích sâu hơn là phong cách thì thật ra nó còn cái gì nữa. Ok, thì để nói về cái vấn đề này thì nó còn rất là nhiều những cái nhỏ nhặt mà phải cần có nhiều thời gian thì người ta mới hiểu hết được, đúng không? Chứ không phải là ngày 1, ngày 2 là có thể xác định được cái phong cách mà mình muốn là cái gì. Đúng. Đó. Thêm nữa là tao làm cái này giống như là một cái mở màn, một cái chào sân để mà các bạn có thể suy nghĩ nhiều hơn về phong cách cũng như là whitebook nói chung ha. Thì phải có một cái nền tảng nào đó để mà mình có thể dựa cho nó mà mình phát triển cũng như là nghiên cứu sâu hơn để mình hiểu hơn về phong cách, về whitebook nó có cái gì rồi dựa trên cái mà mình tập luyện hay là mình tìm hiểu hàng ngày thì mình sẽ thấy ồ, bây giờ mình là trong quá trình là bắt đầu hình thành phong cách được rồi, là lúc đó là mình có cái riêng rồi. Thì phong cách nói chung là một cái gì đó nó rất là riêng nhưng mà lại phải dựa trên một cái gì đó chung. Thì ok, đó rất là khó giải thích, rất trừu tượng. Ok, thì để các bạn dễ hiểu hơn thì những cái nãy giờ mà tụi mình thảo luận thì mình sẽ để link của cái bài viết của Akai ở bên dưới cái phần mô tả cũng như là bên dưới mình sẽ ghi ở cái phần comment. Thì bạn nào mà kiểu như là hơi khó hiểu quá thì có thể vào xem để cho nó hiểu được rõ hơn về cái vấn đề này. Thì ok, thì nói chung là cái thời lượng clip nó cũng dài và để mà nói về cái vấn đề này thì nó chắc là có rất nhiều thứ để mà bàn nữa. Mà chắc là tụi mình sẽ ra những cái clip nó nhỏ hơn để nói chi tiết hơn về cái vấn đề này. Đó, thì các bạn có thể là theo dõi trên kênh mình cũng như là kênh của Akai để mà biết thêm được về cái vấn đề này và những cái vấn đề khác trong cái bộ môn. Ok, thì cảm ơn đã xem video của mình. Và Akai thì có muốn nói lời gì với các bạn cuối cùng không? Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video. Hy vọng hẹn gặp lại anh Dẹt vào video tiếp theo. Ok, hy vọng video sau sẽ có mặt anh Dẹt nữa. Mặc dù anh Dẹt là lên thì cũng ầm ờ chứ có đôi chứ anh cũng tương đối là hơi ít nói đó. Anh Dẹt mất tiêu luôn. Nhưng mà hy vọng là clip sau sẽ có anh Dẹt. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu thấy hay nhớ bấm like, share và subscribe kênh của mình cũng như là kênh của Akai để biết thêm nhiều thứ ở trong bộ môn này hơn nữa. Okay. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.